Đường sông đây anh em ơi. Không xé ra được mà. À nhưng mà đi chung luôn. 18 người ra 7 cái là đủ chuẩn luôn đấy. Chia gì nữa. Nhưng mà nếu anh Hải muốn đi mà mình gái em vẫn thoải mái. Đây đi. Từ đây thì này đấy rồi liền nhau nhá, đi liền nhá, đấy đây là phải liền người đâu anh, sang bên này chị ơi, sang bên này mới hết rồi. Đâu, kia thuyền của mình đâu, kia còn hai người nữa kìa, đất đấy là cửa bảy thuyền rồi chị ơi, kia kìa hai người nữa. Tìm được tìm đi mà anh mà. Đấy, anh không chị... phải nhưng mà anh chị ơi, thuyền nào được à? Thuyền nào cũng được. Đây anh ơi, sang thuyền này, nhìn sang thuyền này. Đây đây đây. Đây à? Đâu thuyền nào? Này anh ơi đủ nhá, 4728 này. Đây đây. Vâng, anh xuống đấy là đủ. Đây Phong nó đi mình. Ai? Bảo chờ cái thằng ấy lúc nào nó đói loạn lần nào đi đâu cứ đói mẹ, mới 10 giờ nó cứ đói loạn. Cái thằng ấy phải ức chế thật đi Phong. Lúc nào đi đâu cứ đói. Đói tự mà lo. Cứ đói đồng thôi, ăn nhẹ thì đói không biết ăn được vui. Thì ăn thoải mái. Đúng rồi, tôi chờ đông đầu đông thôi. Cua Hải còn một giờ ăn thoải mái. Em mang bánh trưng cho mang hai cái. Ờ, TV là tối qua cơ mà. Tối qua cũng đi, bỏ vào mình. Có tí bỏ ra ăn được mà. Đến cùng vẫn cho bà con nó đây à. Tối qua là anh em nhậu mà. Mình vui, tối qua mình vui. Tối à. Đoàn mình đi xa đấy nhỉ? Để mua phụ nữ ám quan đấy. Bác cho cùng đoàn được không bác?
Vâng, bác giúp em cùng đoạt kìa. Thôi bằng hộ đi trước rồi hoặc là tụt lại. Một là tụt lại, hai thôi bằng kẹp theo tuyển kia, tuyển có cái cầu. Bình ơi, bảo tuyển kia kẹp dần vào đây cho ba thuyền đi cùng cho vui. Lại dần vào đây. Thuyền này đấy. Thuyền này giặt sang bên này một tí đấy cho ba thuyền chập lại nhau. Đấy, bốn thuyền chập lại nhau nhé, bốn thuyền chập lại nhau ở giữa nhé. Bốn thuyền chập lại nhau nhé. Đấy, một đám mà gọi. Làm mấy kia đều gọi. Các thuyền xếp bằng với thuyền thua nhé. Đâu cũng đặc biệt khó đấy. Thua đây. Cháu xin nào, xin tí nào. Đi hết rồi. Quay lại sau. Hải ơi, quay lại Hải ơi. Hải quay lại nha, Hải quay lại nha. Ok. Bốn cụ ông chờ đấy, các cả nhà đi chung một thuyền hết rồi. Thuyền này đi nhanh này tí bác ơi. Thuyền kia trên kia đi chậm này tí. Vừa xin nhá. Là 8 cụ 32 người ạ. 32 người ạ. Thuyền trước rồi, nó bốn cái xếp người trước rồi, trước rồi đi trước cùng gì à? Không là một hàng vòng chiều, vợ chồng vòng chiều một nữa là bốn người. Mua phải mua số bảy thuyền đúng không? Thuyền cả 32 người. Không. Bây giờ là 20 thành nhân đôi thì 40 đúng không? Tiếp theo đây 32 là nhân 22 xe, 22 xe. Báo cáo của đoàn đi gồm 8 thuyền, tổng số lên là 132 người nhá. Có thể đi tiếp rồi, phải đi sau. 32 bạn đấy. Thông ơi, Thông ơi, máy vào đây quay chụp cái đấy. Để máy làm cái gì? Oh my god. Hello. Kìa kìa, nhìn kìa kìa. Hải Hải nhìn kia đã, nhìn cái gì? I love you. Where are you from? Where are you from? In Vietnam, Hà Nội. Thank you. How are you? Đây gọi là đi du xuân đúng không? Mà đính cho đi lễ rồi. Đúng rồi, vì cái này là rất là lâu năm rồi, nhiều người đi rồi, bây giờ thì nữa. Vì cháu đôi là mấy lần rồi. Mà đây muốn ăn rồi một kiểu lễ hội khác. Đi anh chỉ ở chỗ, đi tôi chỉ ở chỗ khu con nhỏ nó quay clip ở đây. Mấy ca Việt Nam. Cháu muốn đi lại về ăn này nhưng mà sợ đông thôi. Vắng được thì nghe ngóng thì biết. Thế bảo ra đây ra nếu ai thì bảo gì đến ai. Rồi đi phải theo mình chứ. Thế cháu mới gọi cũng riêng mà. Không kêu nhiều nhất thì cháu đó vẫn nói. Nhưng mình bảo thôi chấp nhận người nữa kia phải theo. Nói đi mua cái này mà ăn này. Chấp nhận ăn chung. Có ai bắt cấm nhịn đâu. Đây là đoàn phi kinh công là có một cái bác sắm ba cái thuyền mấy trăm triệu đấy, phi kinh công đấy. Đúng rồi, hôm cháu quay với ca Việt Nam đây mà nói chuyện đấy. Thông báo công điện thoại là xong đi đường sao mà nhắn đi nhập hải xe đi đường rất là phụ nghe xe điện thoại. Đến mãi đến đi đến đâu, không biết đến đâu nào. Không biết là nào. Chúng ta bắt được mấy người.
máy này mình nhỉ. Sắp ra cái mỏm mà hai người hả chú ơi. Đây, cho xem cái mỏm này nhá. Cái mỏm này là mỏm ngày xưa Hiếu đã bạch chim đái ở đây. Hiếu ơi, chị Hạc, đấy chính cái mỏm này. Thuyền bắt đầu đến cái mỏm này thì anh chụp cho đấy cái mỏm này. À, cái thuyền bắt đầu từ kia ra bắt đầu bạch chim thì mình đứng đây mình chụp vào đúng cái mỏm này. Đấy, đây là kỷ niệm. À, cái mỏm này tí này gửi cho Hiếu xem cái mảnh cái mỏm này. À, chính cái mỏm này là mỏm Hiếu tè đây. Đó lắm ốc bươu vàng đấy à. Anh ngồi đằng trước kìa. Em ơi, anh tài trợ. Bên này đây. Cho đỏ lậu kìa. Xe máy để kia, vào đây 50.000 thôi. Sao cùng dẫn đỏ lậu? À, cuống mẹ lên gì sao? Bắt của mẹ. Không không. Tôn về bắt. Không có tiền giả ảnh. Chứ mình đi bay chứ mình đi bay đánh mình đi đông hơn đông hơn này vòng qua cái đông cái đông, đông. Cái đầu tiên đi đông thế chúc mừng cường và máu đi đây là cái hang đầu tiên đông giả là đông đây là hang đầu tiên của Tam Cốc Bích Động. Mình sẽ qua ba hang, đây là hang đầu tiên. Qua cái hang này là sẽ đến nơi mà quay bộ phim King Kong và cũng là đồng thời cũng quay MV Vươn Cao Việt Nam. Những ai xem clip về xem nhớ là hình ảnh của Vươn Cao Việt Nam nhé. Chuẩn bị qua cái hang này. Qua cái hang. Mát nhỉ. Lạnh. Hang rất là đẹp và rộng. Hang này rất là. Hang này có tên là hang gì bác nhỉ? Hang Cả. Hang Cả và sau đến hang gì ạ? Hang ba. Rất là tối nên là không nhìn thấy gì cả. Rất đông người, quá đông luôn. Đây là sắp mình sẽ chuẩn bị ra khỏi hang Cả. Đó. Đây ngày xưa tất cả đội hình đội ngũ Vươn Cao Việt Nam quay phim ở nấp ở trong này. Nấp ở trong này thì nó mát và quay những cái cảnh chính cái cảnh cận cảnh đấy là bắt hình là bắt từ đây. Máy bắt từ đây. Và chui vào hang này và quay. Và flycam cũng đặt ở đầu hang. À đây, đây chuẩn bị mọi người sẽ xem cái khung cảnh của MV Vươn Cao Việt Nam và bộ phim King Kong nhá. Đó, chuẩn bị.
Đây, đây chính là khuôn hình của MV Vương Ca Việt Nam. Và đây flycam đặt ở vị trí này. Đây chỗ giữa giữa đây, chính là chỗ này, chỗ mấy cái thuyền đi này là thuyền của Vương Ca Việt Nam đây. Và toàn bộ phần này là bộ phim Kinh Công cũng quay tại đây. Và đây Kinh Công sẽ bay, đã bay ở cái phía này. Và xung quanh này là ruộng này, ruộng để bộ phim Kinh Công được thuê những người rất là nhiều này, không biết có nào thuê những người ở đây để trồng, để đúng không bác? Bộ phim Kinh Công là thuê toàn bộ ruộng ở đây để người ta trồng để quay phim. Hiện giờ là bộ phim xong rồi nên không còn lúa nữa. Là đây, đây toàn bộ đây, con Kinh Công nó nằm ở đúng cái khe này và khe trên này. Đây đây đây, đúng rồi. Đây còn bộ phim Vương Ca Việt Nam thì flycam nó sẽ ở đây xuống. Đúng rồi. Đứng ở giữa này và các cháu của Vinamilk đây. Nó nằm ở vị trí này. Đấy. Khung cảnh rất đẹp tuyệt vời. Nào, bây giờ sẽ quay xung quanh để mọi người có thể thưởng thức nào, khung cảnh của MV Vương Ca Việt Nam này. Đẹp mắt quá. Mơi mắt nữa anh ơi. Mơi mắt cực. Đây. Và từ chỗ quay phim này đến chỗ nghỉ. À, một cái bãi nó chìm đỏ. Rất là xa. Đoàn đã cực kỳ vất vả mà. Và giờ rất nắng. Ngập đây thôi. Tất cả thuyền cả một dãy, cả một cái bãi. Sẽ quay những nơi tập kết của đoàn làm phim ra Việt Nam. Công an vào, công an giao thông. Thế mọi người nhảy nhảy xuống thuyền đấy, nó có chìm hàng loạt luôn. Đây là mày rồi, vị trí bảng cân là chỉ kiến chân. Không đi được cái MV Việt Cao Việt Nam hôm nay, đi xem lại hồ sổ của Việt Cao Việt Nam phim Kinh Công. Chai nước con này không? Cho mày chai nước này. Cái chai vừa để xong ấy. Đây đây đây, thằng đây. Tôm với cua không bác? Bác cả cho em hỏi tí, thì từ cái chỗ này ấy, ra cái chỗ mà hang thứ hai này đi chèo đò mất khoảng bao lâu ạ? Sáng bao nhiêu người? 20 người. Từ đây luôn này. Từ đây à? Tròn vâng. 29 ấy, tròn 20 đúng không? 30 phút ra cái chỗ đấy. Ok rồi. Thì đây. Đây chính là địa điểm mà quay MV Vương Ca Việt Nam, và mỗi lần chèo đò về cái chỗ tập kết đấy là 30 phút chèo đò mà nắng như thế. Nên là mọi người có thể tưởng tượng được là cái MV Vương Ca Việt Nam nó khủng khiếp như nào. Mỗi lần chèo đò đưa các cháu về. Nên là các cháu bị rốt ở đây mấy tiếng hồ không về. Nhiều cháu bị ngất ở đây luôn. À, về ăn trưa kia, nếu mà về ăn trưa hoặc nghỉ ngơi thì không có, bố mẹ là tách ly luôn, bố mẹ sẽ đứng ở cái chỗ đèo hai kia, à, cái hang thứ hai kia, là không bao giờ nhìn thấy các con. Đây các con nằm ở đây, đang ở vị trí này. À, còn 30 phút nữa mình sẽ đến cái chỗ điểm của bố mẹ mới xuống à, cô Hoàng ơi, bà đoàn và các cái đoàn phim này xuống đây là cái đoàn kia kìa. Phê ở đúng cảnh, phong cảnh luôn. Đúng rồi. Déo dắt nữa. Cháu sẽ nghe vào loa đây để quay vào loa. Giờ vào loa. Đấy rồi. À, còn khoảng tầm 15 đến 20 phút nữa mới đến cái chỗ bãi đá. Bãi bao tiền đấy? 4 triệu 1. Mua cái loa, nhưng mà loa này không trồng nước không? Trồng nước. Cái loa mà cháu mua 8 triệu này là không ai bằng cái này. Không ai. Đây trồng nước này. Không, là của cháu không? Đang nói là đây này, mở đây này, tầm nước này, răng này, không? Không, nó thử nước mà, tay nó thả nước mà. Này không trồng nước. Đơn trồng trồng trên mưa nhẹ thôi, của cháu thả nước được. Thôi. Mà nghe sướng nhỉ? Ừ, nghe được. Về mua một cái đặt khó không? Sunny. Nó đang khuyến mại 3.8 này. Vừa khuyến mại thằng nào? Thằng trên mạng Tikin. Ông cậu mở cứ sớt nhá, XB40B. Thôi, về cùng nhà tiên cháu mua cái. Trên mạng này là có thằng mang lên cái sạc rồi, thay nhau sạc. Cái này nó hay cái cùng nhá. Là kết nối được một cái loa giống hệt như này nữa, thành stereo luôn. Đây cháu mua một cái cơ nó phụ. Đây là có cái nấc này này. Để
cái hết này, cái chữ hết ở giữa này. Tao mấy cái loa toàn mua 7-8 triệu. Loa này tôi 700 đô. Đúng rồi, mẹ tìm mãi được cái loa này, tiếng thích đấy. Khanh mới mua ấy, toàn loa chống loa của cháu giảm hết rồi. Đấy, Sony luôn. Cái này ấy, không nổi này đâu, nó vặn hết, cũng giảm hết. Đây là nhạc mình, nhạc chưa? Nhạc vớ vẩn đấy, nhạc mà nhạc chất lượng tốt thì đây chuẩn bị đây, chuẩn bị xem đây được tập kê đấy. Cái nhà này mới xây rồi kìa. Tay phải chắp tay đây. Thiện. Đâu, nhà này để cho xem mới xây cách đây 3 năm 2 năm thì cái mái kia chưa có. Xe nào cái mái kia là từ ra biết ngay. Yeah, thế thì cháu sẽ không để ý rồi. Ra đến nơi mới biết rồi. Thế mới quay được 3 năm mà MV đấy được 3 năm. Năm gì đã được 3 năm? Năm to không phải rẻ nhỉ? Năm gì cũng được 3 năm. Gần hết cơ rồi đấy. Đang nghe ngoài giờ như này là ok lắm đấy. Hôm nay được bao tiếng? 24 tiếng. Nó để đấy 24 tiếng nhưng thử rồi. Thử là nghe cả ngày xa xa chả hết. Ôi, đây là 8 tiếng nghe là 3 tiếng hết mẹ. Đây là về 24 tiếng. Không, cái này nó xuất trên mạng mà nó nhiều thằng ca ngợi cái nào này đó. Có nhiều loại, mỗi loại thôi thì. Không, nó có nhiều X30, X40. X30 nhỏ hơn cái này. Mỗi loại giống này thì giống hết như này nhưng nó nhỏ hơn. Nhưng tiếng nó không hay bằng này. Cái loại giống như này là được cái gì? Cái này là X40 là được nhất, là giá hợp lý nhất. Còn cái này X60 thì nó to gấp 3 lần này. Tiếng đấy mới ra mà. Kích trước á? Kích trước to gấp 3 lần. Thế thì bảo không bê được. Nhưng con đấy là hát karaoke được các thứ được. Nhưng nó chất lượng nó là chắc lắm. Mình đi mang du lịch nhỏ nhỏ. Ừ, du lịch nhỏ nhỏ thôi. À rồi đúng rồi, ngày vẫn thế. Đấy, tập kết đây này em ạ. Trưa nắng tập kết ở đây. Tất cả toàn bộ tập kết ở đây. Đấy, tất cả học sinh coi như là làm vật đây cả ngày rồi làm vật đây. Bài à, phù văn điện tử bài gì hay về cô các bạn chầu văn đấy, chầu văn mới không bài bảng. Bài đi chùa gì đấy chầu văn đấy không mẹ. Đây đây là điểm tập kết của các bố mẹ đây, các bố mẹ xem lại cái này nhớ lại kỷ niệm xưa này đó. Ekip Vườn Cà Việt Nam quay lại. Chỗ này là chỗ bán hàng đấy, bán hàng nước rồi, bán hàng nước đây, có bán hàng nước đây, đúng rồi. Đây cái nhà kia đây. Đây chúng ta bây giờ chuẩn bị đến hang thứ hai. Sau hết cỡ rồi, thế thôi, nghe này thôi. Ôi, ngày vào đây ngày hay thế. Vào đây ngày khai đeo cao kê. Ờ, nó vào thẩm âm mà, trông phản âm. Đấy. Ờ. Đây, tôi thẩm âm. Thẩm âm, đúng rồi. Nó vào đây, nghe tiếng hay rồi. Đấy. Đây, bây giờ đến hang thứ hai đây. Thít vào đeo vào cổ để loan đầu thiền đập mẹ ơi. Đây cái hang thứ hai này đẹp quá. Từ hang thứ hai ra hang thứ ba rất là gần đúng không? Đến hang thứ ba rồi. Hang thứ ba là hết của Tam Cốc Bích Động đấy ạ. Hết rồi. Là em nhớ là em có số điện thoại của anh đây đấy.
biển riêng thì cũng tìm biển. Mọi người nói thì ăn đấy thì nhớ rồi đúng không? Có em là người đi ngoài điện thoại để đặt rồi là như thì tính kia rửa tiền thì nó trả về để chuyển tài khoản. Đấy tiếng hay thế nhỉ? Tiếng mỗi người thu 120.000 thì cũng đéo đâu nhỉ, trái thì thay đổi nhỉ. Thôi nhưng mà tóm lại là để thưởng thức được cái này. Về nha, bye bye. Bye bye. Không làm mặt dù ba đền à? Rất đẹp. Đây là một cái ngôi sàn rất đẹp này. Ồ, ở đây có cho ngủ không ạ bác? Anh ơi, nó màu đen à? Không. Không kéo đâu à? Không. Ôi giời. Có cái kéo hết đây vào là mà. Gì cái bãi họ lấn đấy mà. Bãi họ lấn. Cây họ trả cây. Có cái là yeah. Rồi. Bích động tí ra kia. Đây là chùa, đây là đi du lịch sinh thái. À không phải Bích động à? Không phải Bích động, đây là Tam Cốc. Ừ, Tam Cốc. Tí ra kia, Bích động ra kia. Cũng là đi thuyền một tí thôi nhưng mà đi ngắn. Đúng không ạ? Có phải không ạ? Có phải đi ta đi, đi Bích động là đi thuyền ngắn không ạ? Có đi thuyền đâu? Bích không động đi, có đi thuyền đi đâu? Bộ đúng không? Đi bộ thôi, không đúng đi thuyền. Không phải nhớ nhầm. Lại đi sâu vào trong rừng, trong những. Có nghĩa là mình đi bộ đúng không? Vâng. Lên chùa. Chùa. Có ba chùa, chùa Hạ, chùa Trung.